Đây nhá, trong hình vẽ này thì bây giờ tôi đang axit ở trên đấy, anh đang dùng đường dùng là gì nhỉ? Standard salit đúng không? Tôi đang dùng standard bằng số. Bây giờ nó bảo là chặn tiếp 10.1.1.3. Anh hiểu chưa? Hiểu chưa? Thế em không thể nào chèn cái 10.1.3 vào giữa 10.20 được, đó là bằng số. Em hiểu chưa? Mà em viết deny 10.1.1.3 ấy. Đây thử viết nhá. Absolute 1 deny 10.1.1.3. Không. Show lên. Show absolute 1. Cái này nó ở dòng dưới này là hỏng rồi, được chưa? Nó có chặn được không? Vì 10.1.3 đi vào dòng này không khớp, khớp dòng này không? Sao không? 10.1.0 nó trùm cả 10.1.3 mà. Nó khớp dòng này nó sẽ bơm mít rồi, nó không xử lý cái dòng tiếp theo nữa. Em hiểu anh nhỉ? Hiểu chưa? Thì bây giờ làm nào để chèn cái dòng 10.1.3 lên cái giữa này? Thì absolute bằng số không làm được, tôi phải làm bằng tên. Đây tôi phải tạo bằng tên này. Đấy nhá, absolute IP absolute đúng không? IP absolute standard bao nhiêu tên std permit deny 10.1.1.2 có thể deny hot luôn được, nó bị một IP hot 10.1.1.2 rồi permit 10.1.1.0 như này là anh làm như cái status đi, thằng 1.3 đã bị chặn chưa. Ok rồi, bây giờ tôi thử apply vào cổng nữa, tại vì một cái cổng này á, cái cổng phát không trên không này, trước đó anh đã apply status rồi, bây giờ tôi phải gỡ cái một đi đúng không? Gỡ đi bằng lệnh gì hả? Into gỡ bằng lệnh gì vào cái cổng đấy, IP asset group 1 in out in. No đi, trước đó các bạn apply bằng này thì bạn no đi với asset nó không tác dụng nữa. Và tôi kiểm tra xem thằng này bình không, bình thường chưa? Rồi. Bây giờ tôi lại apply cái slit vào. Apply cái extended cái standard cái std vào đúng không? IP slit. À xin lỗi. IP asset. À xin lỗi. Interface phát 0.0. IP asset group std. Được chưa? Apply in. Được chưa? Show slit. Rồi có cả vẫn có cả hai slit nhá. Đúng không? Trong đó cái số này không nói gì rồi đúng không? Tại vì nó không tác dụng nữa, gỡ ra rồi. Tạo tên nhá. Đây, STD 10 là gì? Dòng số 10 cho phép cái này. Dòng 2 là gì? Bấm cái này. Ok. Bây giờ tôi thử cho thằng này vào nhá. Hai được không? Bình được không? Bình được không? Bình chưa? Vẫn được, đã chặn đâu. Vậy tôi chặn này tôi phải làm sao? Hả? Thế, chèn cái dòng nó lên giữa đây đi. Rồi, bằng lệnh gì em? IP Accelerate Extended STD. Được chưa? Chèn giữa nhau 11 Deny Host bao nhiêu? Sâu gì? Accelerate. Thấy chưa? Chèn giữa chưa? Như thế này thằng 10.1.3 có ăn không? Có bao nhiêu không? Rồi. Ô. Sao có bình được? Sao bình được? À bình nhỏ 12.16.1.2 được không? Ở đây chưa bỏ chưa? Ok. Vậy đây hướng dẫn các bạn chèn cái gì nhỉ? Tên đức chèn cái salit. Và chỉ chèn được, và thực tế người ta sẽ sử dụng extended sử dụng standard salit. Và tùy chọn sử dụng name để thứ nhất là dễ quản lý. Cái thứ hai là người ta phải chèn lệnh. Số khó chèn, không chèn được. Được chưa? Ok.